Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Đã Hay Chưa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 khách mời rất là thú vị. Thì thôi, chắc để hiểu rõ hơn về các người chơi của chúng ta trong ngày hôm nay thì mời các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Và bây giờ thôi, chúng ta bắt đầu với cô gái xinh đẹp này. Em chào anh. Em chào hai em. Và em chào tất cả mọi người. Thì em tên là Phương Dung và hiện tại thì em đang là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Và đây là anh kế tiếp. Chào anh, chào mọi người. Em tên là Hồ Hoài Linh, làm stylist. Nickname của em là Linh Sẽ ốm. Linh Sẽ ốm. Dạ, em chào mọi người. Em là Thịnh, bạn bè hay gọi em là Thịnh Dương. Thì thật ra đây là một cái game để mọi người phải nói thật. Trên tay tôi là có khoảng chừng 5-10 câu hỏi. Và những câu hỏi nó cũng rất đơn giản. Bạn đã từng làm cái điều đó trong đời hay chưa? Vậy thôi. Thì các bạn đang cầm trên tay là tấm bảng hai mặt. Thì nếu như cái bạn chưa thì bạn quay mặt là chưa. Và nếu như bạn đã từng thì bạn quay mặt lại tôi đã. Tất cả các câu hỏi có liên quan mà tôi đặt ra các bạn đều phải trả lời. Và phải trả lời một cách chân thật. Và ở đây là có 3 cái phần quà bé bé thôi. Để gửi đến các bạn là trong mỗi cái phong bì này sẽ có mỗi phong bì một voucher sữa tươi Trân Châu đường đen ha. Còn trong 3 thì sẽ có một phong bì có tới 2 voucher để dành cho bạn có cái câu chuyện thú vị nhất và cái sự tương tác tốt nhất và có vẻ trung thực nhất trong 3 bạn. Rồi, mình đồng ý chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho cả 3 bạn đó là: các bạn có đã từng bao giờ chôm tiền của bố mẹ chưa? Bạn này là có thể mình có thể nói là công chúa thánh thiện chưa? Rồi thôi thì nếu bạn chưa thì không có gì để hỏi hết. Thịnh Dương có còn nhớ là mình chính xác là lần đầu tiên mình chôm tiền của bố mẹ để làm gì không? Đầu tiên đây là lấy nhiều lần lắm à, giờ không nhớ được. Đúng rồi, chắc là nhiều lần lắm. Hồi đó em nhớ hình như khoảng như lớp 8, lớp 9 vậy đó. Như là em với bạn trong lớp em bắt độ cá là cá 2 tô phở. Em thua mà giờ không có tiền. Không có tiền chung. Oh my god. Không có tiền chung sao giờ thì nó lén lén mẹ để cái bóp ở dưới bếp á, rồi lấy ra. Tới giờ mà em cũng không nhớ, không biết là em đã từng ăn cắp tiền của mẹ em. Dạ, giờ chắc biết rồi không mẹ. Con xin lỗi mẹ. Đó là cái lần đầu tiên, nhưng mà sau đó có lần nào nữa không? Cái có lần nữa là có vài lần nữa, dạ. Cũng có mấy lần nữa. Mà ít thôi, dạ, không có nhiều đâu. Một lần lấy 50, 100 vậy thôi à. Câu cầu giờ nó lên được mấy, nó lên tổng cộng mà mấy chục triệu. Cũng nói luôn cho mẹ biết đi để có gì rồi thôi. Sau chương trình này khỏi về nhà nữa. Không có nhiều vậy đâu mẹ. Dạ, có lấy mà có nhiều vậy đâu. Cái điều này là anh nghĩ chắc chắn là đang nói thật. Bởi vì lấy nhiều là mẹ Thịnh biết liền. Cho nên là Thịnh là kỹ thuật rất cao. Đúng không? Cái này là có chiến thuật đàng hoàng. Có lấy của bao. Lâu lâu à, lâu đổi qua đổi lại hả? Ừ, tiện chỗ nào mà lấy chỗ đó. Ôi trời ơi. Xin lỗi ba luôn nha, Rồi, giờ tới Hoài Linh nè. Em nhớ là lúc đó em học lớp 10. Lúc đó là có em thích thời trang. Có một cái tập, nhớ tạp chí đầu tiên là tạp chí mốt của Biện Mẫu Pha Điên đó là 12.000. Lúc đó xin không cho. Cái mới đi mẹ hay để tiền trong đi chợ về á, em mới lấy trong đó ra. Các có một lần vô tình là trong túi mẹ còn đúng 12.000, em lấy đúng 12.000. Lúc mẹ mới phát hiện là em lấy tiền. Tức là lần thứ mấy mới bị phát hiện? Chắc cũng lần hai mấy rồi đó. Là lần đó lần cuối cùng luôn? Lần cuối cùng luôn. Lúc đó em hết mua báo luôn. Lúc đó em hết mua báo luôn. Nhưng mà em kết thúc là không lấy nữa là vì bị đòn hay là bị như thế nào? Hoặc là mình hối hận thật sự với cái việc đó? Không, đó là em nhớ bị đòn. Em nhớ là nằm trên giường mút 3 cây. Rất là đau. Still love you. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta bước qua câu thứ hai ha. Các bạn có đã từng bao giờ phóng uế trong quần chưa?
Hai bạn nam lại tiếp tục, hai bạn nam là đã từng phóng uế trong quần, còn lại bạn Dung lại vẫn tiếp tục là trong sáng và trong sạch. Cái này nghi lắm, không dám nhận đúng không? vỗ tay rồi thôi, giờ bắt đầu Hoài Linh đi. Hoài Linh nói có anh không, em nhớ là lúc đó hình như là mắc tè mà hình như lúc đó mưa anh, nên phải lọc áo mưa ra luôn, mưa cho nó thấm xuống là tè luôn. vừa chạy xe máy, vừa chạy xe máy vừa tè luôn đó. À, mưa lúc đó mưa lớn lắm. Hay mà đó đâu ai biết, lúc đó không ai biết hả? Rồi Thịnh, con Thịnh. Em thì lớp bảy độ nhà lúc đó đông lắm anh, 15 người. 15 người, nhà có 5 toilet, nhà cũng bự quá. Có 15 người, có 4 gia đình ở chung nhà. Nên là sáng là có 5 rưỡi 6 giờ dậy, bắt đầu đi học đi làm nọ đó. Nên là bữa đó là em phải cái ngang là vệ sinh là kín hết. Nhưng mà cái cơ thể em nó không có chờ lâu gì. Chạy từ lầu 2 xong rồi chạy xuống lầu trệt, xong rồi dậy lên lầu 2 tiếp. Không có ai mà rồi Vẫn chưa có phòng trống rồi. Chuyện gì đến nó cũng đến. Nhưng mà này anh hỏi nha, hỏi thêm, tức là cái đó là mình tiểu tiện hay là đại tiện? Đại tiện chắc luôn. Số 2 gọi là té re luôn. Ngày khai giảng luôn á. Ngày khai giảng mà em bị vậy luôn. Chạy vô nhà vệ sinh kịp rồi, nhưng mà nó không có vẩy bụng ra kịp. Không, thì đó là lớp 5, lớp 7, còn sau này trưởng thành đó. Dạ không hết, không. Lớp 7 em nghĩ là cũng trưởng thành. Dạ. Mấy người cũng đủ ra trình thức đi. Không có... Mắc mưa. Kiểu ra quần hay đi trời mưa rồi không có hả? Dạ, đi ra mưa thì có, mà không có ra quần. Linh là chỉ có một lần vậy thôi gì. Nhưng mà giờ nếu như giờ mình mắc quá cũng làm luôn. À. Giống như Thịnh nói là đi trong mưa không ai biết. Dạ, nói em cái cảm giác quan trọng nhất là cảm giác. Cái cảm giác cái lúc mà mình đang bức bí quá rồi xong mình làm ra luôn qua đó, cái cảm giác rất là đẹp. Em nhớ là lúc đó trời lạnh đó, đó, mưa đó. Trời mưa á, lạnh lắm mà tè rất là nóng á, đã lắm luôn á. Thế nào phải thử đây. Thử em nên thử. Rồi, một câu hỏi kế tiếp. Có bao giờ các bạn đã từng bị hiểu lầm về giới tính chưa? Rồi, là vui rồi đó, bắt đầu vui rồi đó. Hai bạn nghĩ là Dung sẽ bị hiểu lầm giới tính là gì? Less. Có đúng không Dung? Dạ đúng rồi. Thường thì em bị hiểu lầm từ năm em học lớp cấp 3 luôn. Hồi đó còn có mấy bé hay viết thư cho em cơ. Tới bây giờ có thời điểm nào em còn bị nghi ngờ vậy không? Bây giờ thì sau khi tham gia khóa HC Win thì chắc mọi người cũng hiểu rồi ạ. Nhưng trước khi đó thì kiểu em đi tới đâu hay được mấy bạn kể lại cho em là mọi người nhận xét như thế. Nhưng mà giờ chốt lại là em là nữ hay nam? Chốt lại là em đã từng bị hiểu lầm về giới tính. Nhưng mà em là em con gái và em thích bạn nam ạ. Vỗ tay. Rồi tới Linh đi. Lúc trước em học thời trang nên nếu mà bị mọi người hay hiểu lầm chuyện đó, tức là họ nghĩ em là gầy. Còn trên thực tế thì sao? Thực tế thì em thấy em đang lập lờ nam cũng thích mà nữ cũng thích, nhưng cuối cùng là mình vẫn, thí dụ nếu mình nghĩ để yêu á thì mình sẽ yêu ai? Mình sẽ yêu người cùng giới hay người khác giới? Cái đó chắc là do duyên thôi. Duyên. Phải chốt chứ đúng không? Giống như nãy Dung rồi, Dung chốt lại rồi. Nói chung là em vẫn thích. Em là nữ và em thích nam. Rồi, vậy Linh sao? Em thích nam nữ. Rồi, vậy chúng ta đã có câu trả lời.
Rồi tới Thịnh Dương nè, đừng nói là em bị người ta tưởng là em là cái hệ là không phải nam nha, mà em là nữ nha. Em cũng chỉ là con gái thôi. Đó, cái tay thấy cũng kỳ kỳ rồi đó. Dạ, dạ, đêm ngọc lên. Lâu lâu là có mấy... Bị gì? Lâu mấy cô hỏi em, anh là gay không? Hỏi hoài luôn. Em, nhưng mà nó tưởng thiệt thì em phải đứng chính là... Mình là nam, mọi người, mình là nam, mình rất thẳng. Nói rồi. Rồi chúng ta sang một câu khác ha. Các bạn đã từng hôn môi với cái người khác giới hoặc là cái người mà bạn cái giới mà bạn giới tính bạn yêu thích chưa? Dung đã rồi. Linh thì quá dễ luôn, nam nữ đều được hết, vô hết. Cái lần hôn môi đầu tiên như thế nào? Trả lời trước. Em muốn chia sẻ. Lúc đầu thì em vẫn suy nghĩ là không biết. Hôn môi nó hơi mất vệ sinh nhá. Nhưng mà sau khi thử thì em thấy nó bình thường ạ. Nó không có mùi vị gì hết. Cái chuyện hôn đối với em nó không có cảm xúc. Hoặc là do bạn nam đó. Em thấy cái nụ hôn nó vô cùng nhạt nhẽo. Đúng rồi. Là dành mặt trên chương trình. Là cái đó là cái nụ hôn đầu tiên đúng không? Nhưng sau đó em có bị tiếp tục mất cảm xúc với lại những nụ hôn khác không? Tại sao thì không ạ? Giờ qua có Thịnh đi, Thịnh có vẻ kinh nghiệm quá. Những nụ hôn trễ đó, lên đại học em mới có, năm nhất đại học nó bị 9 tuổi. Các bạn nó môi dày hay môi mỏng? Môi cũng bình thường, không quá dày, không quá mỏng. Nhớ là môi màu màu mận, son như môi blueberry. Blueberry. Từ đó tới giờ em nhớ là em đã bao nhiêu lần không? Bao nhiêu lần hôn môi không? Rồi nhiều lắm. Nhưng mà cái vị của cái vị ngọt đôi môi của những cái lần sau nó có ngọt ngào như cái lần đầu tiên đó không? Hay là mỗi lần nó mỗi một vị khác? Như bữa nay gồng cha, ngày mai ao ly, ngày mốt là bún mắm, chiếc cai đó. Mỗi ngày mỗi mùi khác nhau. Có mùi sầu riêng hay mắm tôm gì không? Mùi sầu riêng. Nó là sầu riêng nhưng mà mùi sầu riêng ăn trên môi nó hơi kỳ nữa. Rồi tới Linh. Linh nhớ là lúc lớp 9 thì phải. Em thích lúc đó thích con gái là bạn đó người Hà Nội. Không như đụng môi thôi. À, đụng chạm vô vậy đụng thôi. Đụng chạm thôi. Vậy thôi đó. Không vậy thì cái đó không phải, cái đó cũng chưa đạt. Cái nụ hôn nó vẫn chưa đúng chuẩn. Em ít hôn lắm. Hôn môi mà môi phải có lưỡi trong đó nữa chứ. Thì nó mới là một cái nụ hôn trọn vẹn chứ. Đúng không Dung? Dạ đúng. Hôn bình thường. Nếu mà hôn chỉ có hai cái môi chạm vô nhau một cái giật ra thì hôn con nít cũng vậy đó. Ừ, giống như là cũng như hôn má hay hôn bất cứ cái gì chứ. Có khác gì đâu. Em hôn môi mà giống như hôn má thôi. Quay ngược cái bảng lên đi. Ủa vậy hả? Chưa đi. Ừ, tôi chưa. Rồi, thôi bây giờ anh nghĩ anh chắc là một câu hỏi cuối cùng đi. Các bạn đã từng đọc truyện hay là xem phim sex bao giờ chưa? Ừ, câu này hay ha, cả ba bạn đều có, thú vị. Cái đó là chắc chắn ai cũng có anh. Em nhớ là lớp 9 thì phải. Nguyên cái đám cũng tụ tập lại, hồi xưa là còn băng á. Băng đó, coi. Lần đây nhất là em có bây giờ em coi phim đó không? Có. Chính xác là lúc nào? Chắc... Cái đây tuần lễ. Tuần trước. Em coi mình hay coi với ai? Không coi mình à. Lỡ coi lúc đó nó kích thích quá làm sao? Thì vậy đó. Vậy đó. Vậy đó làm sao? Quay đều. Rồi Thịnh, tuần em coi mấy lần? Đấy độ. 2-6. Coi điều độ. Cũng 2-3 lần gì đó. Em thường coi vào buổi nào? Buổi tối anh. Dạ. Tối. Sáng mới ngủ dậy là đã luyện phim sáng rồi. Bực lực ngủ sáng. Rồi cũng đó, thì cũng câu hỏi tương tự rồi con mình là lúc mà nó hứng quá làm sao? Thì em trầm mình lại rồi. Ra là mỗi một tuần là coi như mẹ em phải dặn mình 3 lần. Rồi tới Dung đi. Em đọc truyện ạ.
À đọc truyện. Hồi đó em học cấp 3. Xong rồi mấy bạn nữ trong trường thì hay lén thầy cô mua chuyện ạ. Tò mò. Đọc truyện hả? Dạ. Em đọc truyện gì? Kỳ ta? Không phải ạ. Cứu giúp ạ. Lúc đó còn gì ta? Gì đam mỹ hả? Và thầy cô chuyên phải đi bắt. Đấy đó. Nhưng mà bọn em vẫn giấu được. Và qua chương trình này bọn em xin lỗi thầy cô. Vì ngày xưa bọn em giấu chuyện hơi nhiều. Vỗ tay. Rồi thôi, có lẽ là chương trình đã hay chưa. Hôm nay thì đến đây sẽ được khép lại với cái câu hỏi mà rất thú vị vừa rồi. Nếu để chọn trong ba bạn thì bạn nào có những câu chuyện mà thú vị và hài hước nhất thì có lẽ là chúng ta cùng thống nhất là bạn đi mưa. Bạn đi mưa đúng không? Rồi đây là câu chuyện thú vị nhất. Và như vậy thì anh cũng xin chúc mừng cho bạn Linh 2 voucher sữa tươi chân châu đường đen, và bạn Phương Dung và bạn Thịnh Dương mỗi bạn 1 voucher. Rồi chúc các bạn rất vui nha. Và cũng nhớ rằng là có những câu chuyện bây giờ mới kể, và thôi thì mình đã lỡ kể rồi, thôi mình cũng ráng mình coi xong rồi mình share xong rồi rủ thêm bạn bè cùng coi cùng share. Và quý vị và các bạn cũng vậy, hãy gửi cho chúng tôi những cái câu hỏi mà nó còn hóc búa, càng bá đạo chừng nào mà nó khó trả lời chừng nào nữa, thì càng khó chừng nào thì càng hay chừng đấy. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh Color Man Live. Quý vị và các bạn đón xem các chương trình đã hay chưa, cùng với rất rất nhiều các game khác, mini game khác rất là thú vị. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.